Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một bước cực kỳ quan trọng trong việc setup bộ dàn xem phim. Đó chính là việc tune hệ thống âm thanh. Mình cũng sẽ thực hiện trên chiếc âm ly mà lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cắm dây. Đó là chiếc receiver Anthem MRX1120. Ok, thì bây giờ mình cùng bắt đầu nha. Thì để bắt đầu tune hệ thống âm thanh, chúng ta sẽ cần có bộ phụ kiện mà nhà hãng cung cấp. Bộ phụ kiện này sẽ bao gồm là chân tripod để cắm micro, một dây mạng LAN để kết nối máy tính với mạng nội bộ, dây cáp USB để kết nối micro với máy tính, và cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta đó chính là chiếc micro cổng USB. Thì điểm đặc biệt của chiếc micro này so với các hãng khác đó chính là chúng ta sẽ sử dụng kết nối thông qua cổng USB để kết nối với máy tính. Thì file chúng ta sau khi tune sẽ được gửi trực tiếp từ máy tính đến receiver thông qua mạng nội bộ. Thay vì các hãng khác thì chúng ta phải cắm sợi dây micro 3.5 vào trực tiếp receiver. Thì tính năng này sẽ hữu ích đối với những dàn xem phim dạng RAW với tủ máy thường được đặt nằm ngoài phòng phim. Còn đối với các bạn thường thì chúng ta sẽ sử dụng dàn home thì tất cả thiết bị đều nằm trong phòng phim. Thì tính năng này cũng không thực sự là cần thiết. Ok, thì bây giờ mình cùng bắt đầu làm vào tune nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cần tải phần mềm tune hệ thống về. Phần mềm này có tên là Anthem ARC. Thì các bạn truy cập vào trang web anthemarc.com. Chúng ta sẽ chọn vào mục Download, chọn phần Download Software. Tiếp theo chúng ta kéo xuống phía bên dưới, sẽ có nhiều phiên bản để mình lựa chọn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn phụ thuộc vào cái phiên bản hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng. Ở đây mình đang sử dụng là Windows 64 bit. Mình bấm vào chọn và nó tải về. Thì file tải về là nó ở dạng zip. Thì chúng ta cần phải giải nén. Ở đây thì mình đã cài sẵn rồi, nên để không làm mất nhiều thời gian của các bạn thì mình xin phép mở phần mềm luôn nha. Sau khi giải nén và cài đặt thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên, sẽ có giao diện như thế này. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, ở phía bên trái sẽ có 6 dòng. Thì dòng đầu tiên Launch ARC này là mình bắt đầu vào tune. Cái dòng thứ hai Open Save File là những mở những file mình đã lưu lại sau khi tune. 4 dòng tiếp theo nó là những cái như là mình sẽ tune nhanh nè, hoặc là xóa cái file tune trên hệ thống, trên thiết bị mình đã cài. Rồi cái dòng thứ 3 pairing này nó sẽ dùng cho một dòng loa Paradigm của hãng, chúng ta cũng không cần quan tâm. Vào dòng cuối cùng firmware update, nó là để chúng ta update cho cái thiết bị mà chúng ta cần tune. Và phía bên dưới nó còn có một cái khung để chúng ta mở nhanh những file đã tune. Nó sẽ hiển thị ở trong khung này luôn. Thì giao diện đầu tiên sẽ cho chúng ta tùy chỉnh cái phép đo. Mỗi phép đo, mỗi khung ở đây sẽ có những cái mô phỏng hình ảnh, vị trí các loa cũng như là loại loa. Khung đầu tiên ở đây thì có nghĩa là mình sẽ được thiết lập những cái tính năng đặc biệt. Dòng đầu tiên USB Arm Channel 4 có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái kênh khuếch đại của kênh back dùng cho, ở đây sẽ có hai tùy chọn là dùng cho loa Zero Back hoặc là Zone 2. Thì Zone 2 ở đây nó là một tên gọi của âm thanh đa vùng. Zone 2 tiếng Anh dịch ra có nghĩa là vùng khu vực thứ hai. Thì nếu mà có Zone 3, Zone 4 thì đó là tiếp tục nhiều khu vực nữa. Thì cái âm thanh đa vùng này nó sẽ phù hợp cho chúng ta thiết lập những tận dụng những cặp loa đã có sẵn, nhưng mà chúng ta sẽ không muốn tốn thêm âm ly để nghe nhạc, thì có thể sử dụng chính chiếc âm ly này để mở nhạc cho các loa mà ở phòng kế bên chẳng hạn. Hoặc là chúng ta sẽ có thể sử dụng cái loa Serobac của chúng ta để làm loa Zone 2, để nghe nhạc vừa là loa phong vừa là loa Serobac. Cái dòng thứ hai
cũng sẽ là tương tự, chúng ta sẽ dùng cái kênh khuếch đại của Hay 2 cho loa Atmos 2 hoặc là Zone 2. Rồi dòng thứ ba thì chúng ta sẽ có là Hay 1 Location and Time. Ở đây có ý nghĩa là vị trí và cái loại loa. Chúng ta bấm vào, chúng ta sẽ tương ứng với vị trí thì nó sẽ có ba vị trí: Front là phía trước, Middle là ở giữa và Back là phía sau. Thì đối với mỗi mỗi vị trí chúng ta sẽ có các loại loa. Thí dụ như là loa in-ceiling là các loa được gắn trên trần, treo trên trần chẳng hạn. Còn loa Dolby Atmos, nó còn có tên là Dolby Atmos Enable, là loại loa mà đặt trên những cái loa chính để tạo hiệu ứng âm thanh hát trần. Và cuối cùng đó chính là loại loa on-wall hoặc in-wall. Đây là loại loa mà âm tường hoặc là treo tường nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kênh Hay 1 để cho loại loa nào. Ở đây mình thí dụ như mình đổi qua Front Dolby Atmos thì hình ảnh ở phía trên cũng sẽ thay đổi cái hình ảnh mô phỏng vị trí loa tương ứng. Mình sẽ thay đổi dựa trên những thực tế loa của mình là loại loa nào và mình đặt ở vị trí nào. Thì tương ứng ở đây là mình sử dụng loa in-ceiling là loại loa âm trần và nó ở phía trước. Còn kênh Hay 2 thì mình sử dụng là cũng là loại loa âm trần và nó ở phía sau. Tiếp theo khung thứ hai là khung phép đo A. Thì ở khung phép đo A chúng ta sẽ thấy một đầu tiên là name, nó sẽ có tên là measurement A. Thì chúng ta có thể đặt lại tên cho phép đo này. Tiếp theo là dòng thứ hai là number of position to measure. Thì đây là số lượng vị trí chúng ta sẽ đặt mic để đo. Còn các kênh tương ứng ở phía dưới chúng ta sẽ thấy là kênh front nè, center, surround, surround back, hay 1, hay 2 và subwoofer. Thì ở đây tổng cộng chúng ta sẽ có thể thiết lập tối đa là 4 phép đo ABCD. Chúng ta có thể đặt tên cho từng phép đo. Thì để mình giải thích cho các bạn tại sao chúng ta lại có thể phải đo nhiều bước đo như vậy. Một dàn âm thanh thì chúng ta có thể tận dụng vừa xem phim vừa nghe nhạc. Và đôi khi chúng ta phải muốn nghe nhạc nhưng mà lại tắt subwoofer đi. Thì chúng ta sẽ đo dựa theo cái nhu cầu của chúng ta là muốn cái dàn của chúng ta nó như thế nào ở mỗi ngữ cảnh. Thì ở đây mình sẽ đo phép đo A, mình sẽ đặt tên là xem phim. Thì mình sẽ bật tất cả các loa ở phía đây. Là mình dàn xem phim của mình thì có tiêu chuẩn là 7.1.4, thành ra là mình sẽ bật tất cả các loa ở dưới. Và cái số lượng vị trí phép đo thì mình tăng lên 10. Mình lưu ý với các bạn là số lượng vị trí càng nhiều thì nó sẽ tương ứng với lại cái số ghế ngồi xem phim của mình. Hoặc là nếu mà số ghế mình cũng không nhiều nhưng mà mình muốn cái chất lượng tone âm thanh của mình tốt hơn thì mình có thể tăng cái vị trí lên tối đa. Càng nhiều phép đo, càng nhiều số lượng vị trí thì cái phép tone của mình sẽ càng chính xác. Rồi tiếp theo cái phép đo B mình cũng sẽ bật lên enable ở đây và mình đặt tên nó là nghe nhạc. Nhưng để phân biệt ra thì mình có thể đặt là nghe nhạc stereo. Mình cũng sử dụng là 5 vị trí đo. Nhưng mà mình sẽ tắt hết các loa hiệu ứng đi và mình chỉ trừ lại loa phong. Nó mặc định là nó cũng sẽ không cho tắt. Thì tiếp theo cái phép đo C ở đây mình cũng bật lên và mình đặt tên nó là nghe nhạc 2.1. Để mình tune cho cái hệ âm thanh của mình thành hai loa phong và có subwoofer. Rồi tiếp theo thì chúng ta nhấn continue. Ở bước này chúng ta sẽ cần phải cắm micro vào.
Sau khi micro đã nhận thì mình bấm vào select. Ban đầu nếu các bạn chưa pair nó với máy tính thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái số serial number của micro vào đây. Ở đây thì mình đã nhập rồi nên mình bấm vào đây luôn. Thì sau khi chúng ta đã chọn được micro thì bước tiếp theo sẽ là hiển thị các phép đo. Dòng đầu tiên này chúng ta sẽ thấy là select a measurement set to review. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn các phép đo mà hồi nãy chúng ta đã đặt tên. Phép đo thứ nhất là xem phim nè, phép đo nghe nhạc stereo, phép đo nghe nhạc 2.1. Thì ở bên dưới cái khung bên trái thì sẽ là cái khung để chút nữa chúng ta đo, khi chúng ta đo sẽ là cái đáp tuyến tần số của từng loa, nó sẽ hiển thị ở đây ở khung bên trái. Còn khung bên phải ở đây nó sẽ hiển thị cái vị trí chúng ta đặt micro để tune hệ thống, và đồng thời các loa mà đang phát ra âm thanh á, để mình tune á, nó sẽ được tô màu đỏ. Rồi bây giờ mình bắt đầu bấm vào start. Thì đã bắt đầu tune thì chúng ta sẽ để ý đến vị trí đặt micro. Chúng ta sẽ dựa trên hình ảnh mô phỏng trên phần mềm. Chúng ta có thể thấy cái số 1, đây là vị trí đặt mic đầu tiên và cũng là vị trí quan trọng nhất. Nó sẽ nằm ở chính giữa ghế ngồi xem phim. Ở đây mình đã setup sẵn cái vị trí đặt mic. Thì có một số lưu ý khi chúng ta đặt micro để tune. Đó chính là đầu mic sẽ luôn luôn hướng lên trần. Và cái cao độ đặt mic nó sẽ ngang bằng với tai người nghe khi mà ngồi xem phim. Và có một số lưu ý khác nữa. Đối với các vị trí số 2, vị trí số 5, chúng ta sẽ không được đặt mic quá gần nhau. Và các vị trí này sẽ tạo nên hình chữ M thay vì là hình chữ X. Và chúng ta lưu ý một điều đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được đo 5 lần ở cùng một vị trí. Rồi bây giờ mình bấm start để bắt đầu nè. Và sau khi đã hoàn thành hết tất cả các phép đo thì chúng ta sẽ chọn vào phần adjust ARC setting để bắt đầu đặt tên cho các profile. Thì tên cho các profile này mình sẽ đặt tên tương tự các phép đo mà ban đầu chúng ta đặt. Ví dụ như là profile 1 mình sẽ đặt là tương tự là xem phim, giống với lại cái phép đo ban đầu mình đặt là xem phim. Profile 2 mình sẽ đặt là nghe nhạc stereo. Nhưng mà ở đây thì nó giới hạn ký tự nên mình sẽ đặt là 2.0. Và cuối cùng là profile 3 nghe nhạc 2.1 thì mình sẽ đặt là 2.1. Cái tên này sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta để sau này khi mà gọi profile ra. Rồi mình sẽ tiếp tục. Đến đây mình sẽ bấm vào phần review and summary upload. Chọn vào mục upload to your device. Đến bước này thì cái file mà chúng ta đã tune sẽ được gửi trực tiếp từ máy tính thông qua mạng nội bộ đến receiver. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành cái việc upload cái file mình đã tune lên gửi đến receiver thì sẽ có thông báo hiện lên là upload completed. Mình sẽ bấm vào OK. Thì đến đây thì mình cũng đã vừa hướng dẫn các bạn xong các bước để tune hệ thống cho chiếc Amply receiver Anthem MRX1120 này rồi. Nhưng các bạn muốn trải nghiệm chất âm gần giống như ở rạp hơn, hay là mang tính cá nhân hơn, thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tinh chỉnh và cài đặt chuyên sâu hơn trong phần mềm Anthem ARC này. Các bạn nhớ đón xem và nhớ like, share, subscribe để mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.